Trong lúc rỗi rã nhâm nhi một tách trà và lướt các trang báo cùng tờ tạp chí kinh tế, tôi bắt gặp một vài cuộc tranh cãi xung quanh vấn đề kinh tế Nga đang suy thoái hay phục hồi dưới áp lực của những lệnh trừng phạt liên tiếp từ phương Tây, nhất là khi tỷ giá đồng rúp tăng vọt chưa từng có so với đồng USD. Sự hiệu quả của các lệnh trừng phạt còn được mổ xẻ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, khi tỷ giá đồng nội tệ tăng phi mã một cách không kiểm soát sẽ gây ra nhiều hệ quả tiêu cực. Đó là nhận định của tác giả Trần Tuấn ST22 trong bài viết Căn bệnh Hà Lan và đồng rúp tăng vọt được đăng tải trên website Spider Room. Phân tích của tác giả dựa trên mô hình kinh tế học căn bệnh Hà Lan do Werner Max Corden và J. Peter Neary đề xuất. Bài viết này được chia sẻ vào tháng 6 năm 2021 khi Nga hứng chịu hơn 13.000 biện pháp hạn chế của phương Tây. Tuy nhiên, GDP của Nga chỉ giảm 2,1% trong năm 2022 và thậm chí Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế Nga có thể tăng trưởng trong năm 2023. Tuy nền kinh tế Nga ghi nhận những kết quả tốt hơn dự kiến, cũng không thể phủ nhận được tác động của các biện pháp trừng phạt đã gây tổn hại không nhỏ tới kinh tế Nga. Bài viết của tác giả Trần Tuấn ST22 sẽ khai quát được phần nào sự thay đổi của nền kinh tế nước này trong thời kỳ căng thẳng ấy. Ở cuối video, Spider Room sẽ đính kèm những ý kiến có giá trị của độc giả, người dùng, cả ủng hộ lẫn phản biện, phản đối để giúp các bạn có cái nhìn bao quát nhất về chủ đề này. Để các bạn tiện theo dõi, video này được chia thành hai phần chính. Phần 1, giải thích về nguồn gốc thuật ngữ căn bệnh Hà Lan và ứng dụng tác động của nó trong kinh tế học. Phần 2 là những phân tích về thực trạng của nền kinh tế Nga khi đồng rúp tăng vọt và những nhận định hệ quả về sau. Còn bây giờ hãy cùng bắt đầu nhé. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó. Group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, sau khi phát hiện ra một mỏ khí ga lớn ở vùng biển Bắc, Hà Lan đã tập trung khai thác và xuất khẩu một lượng khí đốt lớn. Điều này đã mang lại nguồn ngoại tệ khổng lồ giúp nền kinh tế Hà Lan giàu lên nhanh chóng. Nhưng cũng chính nguồn ngoại tệ ấy đã đẩy giá đồng nội tệ Hà Lan lên cao, làm giảm xuất khẩu và sức cạnh tranh của các ngành sản xuất khác trong nước. The Economist lần đầu tiên đưa ra thuật ngữ căn bệnh Hà Lan vào năm 1977 để chỉ tình trạng kinh tế ở Hà Lan thời điểm đó. Căn bệnh Hà Lan ám chỉ một quan hệ nhân quả giữa sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của một lĩnh vực cụ thể và sự suy giảm trong các lĩnh vực khác. Tình trạng này có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực phát sinh ra từ việc giá trị đồng tiền của quốc gia tăng đột biến do tốc độ tăng trưởng nhanh chóng về xuất khẩu hàng hóa của riêng một ngành, thường là nhiên liệu hóa thạch. Lúc đầu, dòng ngoại tệ đổ vào làm giảm lạm phát trong nước, nhưng đồng thời nó làm chậm sự phát triển của các ngành khác và cản trở tăng trưởng kinh tế dẫn đến tăng giá. Nói ngắn gọn, thuật ngữ căn bệnh Hà Lan chỉ nguy cơ suy giảm mạnh của khu vực sản xuất khi một quốc gia tập trung khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu. Ngoài ra, thuật ngữ này cũng được dùng để chỉ tình trạng giảm sút của nền kinh tế do có sự gia tăng dòng ngoại tệ nói chung như sự gia tăng giá tài nguyên thiên nhiên xuất khẩu hay nguồn viện trợ từ nước ngoài. Năm 1982, hai nhà kinh tế học Werner Max Corden và J. Peter Neary đã đề xuất một mô hình cho căn bệnh Hà Lan dựa trên giả thuyết rằng nền kinh tế quốc dân được chia ra thành hai khu vực xuất khẩu (tradable sector) và không xuất khẩu (non-tradable sector). Trong đó, khu vực xuất khẩu được chia làm hai khu vực nhỏ là khu vực bùng nổ hay còn gọi là khu vực khai thác tài nguyên và khu vực trì trệ hay khu vực chế tạo. Như vậy, thị trường có hai thành phần tham gia là non-tradable, tức là không thể xuất khẩu, ngoại thương và tradable, tức là có thể xuất khẩu, ngoại thương. Trong đó, khu vực xuất khẩu là những loại hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước chỉ phục vụ nhu cầu trong nước như dịch vụ, xây dựng và không tham gia xuất khẩu hay nhập khẩu. Còn khu vực xuất khẩu là những hàng hóa, dịch vụ được sản xuất trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất và nhập khẩu cũng như là cầu nội địa. Khi các ngành khai thác tài nguyên bùng nổ, lượng cầu về lao động của khu vực này tăng lên. Lao động từ khu vực sản xuất sẽ chuyển sang khu vực khai thác này, dẫn đến việc khu vực sản xuất bị thiếu cung lao động và trở nên suy thoái. Quá trình này được gọi là phi công nghiệp hóa trực tiếp. Sự phát triển mạnh mẽ của khu vực khai thác đã làm tăng thu nhập của người lao động trong lĩnh vực này. Nhu cầu tiêu dùng của họ vì thế cũng tăng lên. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực không xuất khẩu. Sự tăng trưởng này lại kéo theo sự di chuyển nguồn lực từ khu vực chế tạo và khiến cho khu vực này ngày càng trì trệ hơn. Quá trình này được gọi là phi công nghiệp hóa gián tiếp. Hai nhà kinh tế học Werner Max Corden và J. Peter Neary gọi đây là hiệu ứng di chuyển nguồn lực của căn bệnh Hà Lan.
khi những người có thu nhập từ yếu tố bùng nổ tăng lên, và lượng thu nhập này sẽ được chi cho cả hai mặt hàng là tradable và non-tradable. Hiệu ứng tiêu dùng sẽ xảy ra. Nếu nhu cầu của non-tradable so với thu nhập co giãn, thì thu nhập tăng sẽ đẩy giá non-tradable tăng. Khi giá non-tradable tăng, nghĩa là đầu vào của tradable cũng tăng theo như giá của nguyên, nhiên liệu hay lương nhân công. Tuy nhiên, giá của tradable lại cố định, bởi đó là những mặt hàng giao dịch quốc tế và bị áp dụng nguyên tắc một giá. Do vậy, khi chi phí sản xuất tăng, lợi nhuận của các nhà sản xuất tradable sẽ bị giảm. Chính thế, cầu tradable tăng sẽ được thay thế bằng các mặt hàng nhập khẩu khi tỷ giá danh nghĩa là cố định, thu nhập tăng nhưng sẽ không kéo theo giá của tradable tăng theo. Cầu tăng của non-tradable sẽ làm giá tăng và tỷ giá hối đoái thực tế tăng theo. Tỷ giá hối đoái thực tế, Real Exchange Rate, được định nghĩa như sau. Trong đó, RER là tỷ giá hối đoái thực tế, E là tỷ giá hối đoái danh nghĩa, số đơn vị nội tệ đổi một đơn vị ngoại tệ, P sao là giá hàng nước ngoài và P là giá hàng trong nước. RER còn được xét ở góc độ là một tỷ số giữa giá hàng tradable PT và giá hàng non-tradable PN. Hàng tradable là hàng có thể mua bán xuyên quốc gia và giá của chúng phụ thuộc giá thế giới, P sao. Trong khi đó, hàng non-tradable là hàng sản xuất và tiêu dùng chỉ trong phạm vi quốc gia, thiếu không thể nhập khẩu và thừa không thể xuất khẩu, và giá của chúng phụ thuộc vào giá trong nước, P. Vì công thức RER bằng E nhân P sao trên P cũng có thể viết là RER bằng PT trên PN. Theo đó, giá trị của RER được tính cho quốc gia sẽ theo dạng chỉ số, vì cả P, P sao và E đều được tính bằng chỉ số. Tỷ giá hối đoái thực tế gọi tắt là RER, nếu RER bằng 1, nghĩa là giá hàng tradable và non-tradable ngang nhau. Nếu RER lớn hơn 1, hàng hóa nước ngoài mắc hơn một cách tương đối so với hàng hóa trong nước, cũng đồng nghĩa với việc đồng tiền nước này bị định giá thấp. Ngược lại, nếu RER nhỏ hơn 1 thì giá hàng hóa nước ngoài rẻ hơn một cách tương đối so với hàng hóa trong nước, tức là đồng tiền này đang bị định giá cao. Khi đồng nội tệ tăng so với ngoại tệ sẽ làm sức cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu giảm, cùng với đó lại làm nhập khẩu tăng. Hiệu ứng tiêu dùng phía trên không những làm tăng giá các mặt hàng non-tradable trong nước và gây áp lực lạm phát, mà đồng thời nó còn làm các ngành sản xuất các mặt hàng tradable xuất khẩu khác bị suy yếu và lượng nhập khẩu lại tăng. Bên cạnh đó, chúng ta còn có mô hình 4 khu vực được nghiên cứu và bổ sung nhiều lần bởi nhà kinh tế học như là Krugman và cả World Bank IMF. Về cách phân chia nền kinh tế, mô hình 4 khu vực cũng chia khu vực xuất khẩu thành khu vực có sự bùng nổ và khu vực không có sự bùng nổ. Điều khác biệt là khu vực non-tradable cũng được chia thành khu vực xuất khẩu hàng tư bản và khu vực xuất khẩu hàng tiêu dùng. Bên cạnh đó, thay vì nghiên cứu nông nghiệp như một khu vực đơn nhất giống mô hình 2 khu vực, mô hình 4 khu vực xem khu vực nông nghiệp gồm khu vực sản xuất nhằm xuất khẩu, thu lợi nhuận, cash crops, và khu vực sản xuất lương thực tiêu dùng trong nước, food crops, thay vì một khu vực đơn nhất. Vậy, căn bệnh Hà Lan có tác động thế nào đến nền kinh tế? Tác giả Trần Tuấn ST22 đã đưa ra hai tác động kinh tế chính là: 1. Làm giảm khả năng cạnh tranh về giá cả hàng hóa xuất khẩu của một quốc gia, và 2. Làm gia tăng nhập khẩu. Và cả hai hiện tượng này đều là kết quả của đồng nội tệ tăng giá. Trong dài hạn, những yếu tố này có thể dẫn đến tình trạng thất nghiệp vì các công việc sản xuất chuyển sang những nước có chi phí thấp hơn. Các ngành công nghiệp không dựa trên tài nguyên phải chịu tổn thất do của cải được tạo ra bởi các ngành công nghiệp dựa trên tài nguyên. Khi vốn và nguồn nhân lực dịch chuyển từ ngành này sang ngành khác, nền công nghiệp buộc phải cắt giảm và công nhân phải tìm những công việc mới. Sự dịch chuyển này, bất kể diễn ra nhanh thế nào, cũng gây thiệt hại về cả mặt kinh tế và chính trị. Các nhà kinh tế học lo ngại rằng sự dịch chuyển về nguồn nhân lực phục vụ bộ phận chế tạo sản xuất, nơi mà các kỹ năng chỉ có được trong quá trình làm việc, sẽ gây nguy hại cho tiềm năng phát triển lâu dài của một đất nước bởi nó cản trở sự phát triển về mặt con người. Tuy nhiên, làm thế nào chúng ta có thể biết được một đồng tiền nào đó đang bị định giá cao overvalue hay bị định giá thấp undervalue? George Soros đã từng trả lời cho câu hỏi này khi ông đặt cược thành công và thắng 1 tỷ đô la bằng cách tấn công và đánh bại đồng bảng Anh vào năm 1992. Từ đó mở ra kỷ nguyên mới về đầu cơ tiền tệ trên quy mô lớn phạm vi toàn cầu. Sau khi đồng bảng sụp đổ, Anh Quốc đã rời khỏi cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu và khu vực này bắt đầu hình thành một đồng tiền chung, đồng euro bây giờ. Theo các nhà kinh tế học, cuộc tấn công thực hiện bởi Soros và những nhà đầu cơ khác lúc bấy giờ được tiến hành là bởi vì họ tin rằng đồng bảng đã bị định giá cao. Trong hầu hết các trường hợp, khi muốn đánh giá một đồng tiền được định giá cao hay thấp, các nhà kinh tế học và các nhà hoạch định chính sách sẽ quan tâm nhiều hơn đến tỷ giá hối đoái thực hiệu dụng, gọi tắt là RER, và tỷ giá hối đoái thực đa phương, gọi tắt là MRER.
Đơn giản là vì một quốc gia không chỉ giao dịch thương mại với chỉ một quốc gia mà còn rất nhiều quốc gia khác nữa. RER hay MRER là trung bình của các tỷ giá hối đoái thực song phương giữa quốc gia đó với mỗi quốc gia bạn hàng thương mại của nó, có tính đến trọng số của tỷ phần thương mại tương ứng của mỗi quốc gia bạn hàng. Do là số đo trung bình nên MRER có thể được xem là không bị lệch về hướng bị định giá cao hay bị định giá thấp một cách tương đối so với một hay nhiều quốc gia bạn hàng của mình. Nếu số đo này không bị lệch hướng thì được xem là MRER cân bằng. Như vậy, để xác định xem một đồng tiền có bị định sai giá trị hay không và nếu có thì sai lệch là bao nhiêu, chúng ta có thể cần đến MRER, có nghĩa là phải tính MRER theo thời gian để so với một cột mốc của một năm cơ sở nào đó được chọn. Theo thuyết ngang bằng sức mua, dù là tuyệt đối hay tương đối đều nhấn mạnh rằng MRER sẽ không thay đổi theo thời gian nếu các đồng tiền đang ở trạng thái cân bằng. Đồng rút tăng phi mã và hệ quả. Quay trở lại với vấn đề về việc đồng rút tăng giá có thực sự phản ánh sự hiệu quả của các lệnh trừng phạt từ phương Tây lên Nga. Thông thường, tỷ giá đồng tiền của một quốc gia thường tăng, giảm theo sự lên, xuống của nền kinh tế nước đó. Nhưng trong trường hợp của Nga, các biện pháp can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nga CBR và doanh thu kỷ lục từ xuất khẩu dầu thô và khí đốt đã làm cho tỷ giá đồng rút liên tục tăng. Theo dữ liệu của Dow Jones Market Data về tỷ giá của 56 đồng tiền trên thế giới, đồng rút đã tăng giá lên mức cao nhất so với USD kể từ năm 2018, trở thành đồng tiền tăng giá mạnh nhất thế giới cho năm 2022. Phần lớn nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô và khí đốt là các khoản bằng USD và Euro thông qua cơ chế hoán đổi rúp vì Nga đã yêu cầu các nước không thân thiện phải thanh toán bằng rúp khi mua khí đốt. Tuy nhiên, đồng rúp đã tăng giá phi mã đến mức bắt đầu đặt ra trở ngại cho nền kinh tế của nước Nga. Về cơ bản, đồng nội tệ mạnh mang lại một số lợi ích cho quốc gia, chẳng hạn như làm cho hàng hóa nhập khẩu trở nên rẻ hơn. Tuy nhiên, do bị trừng phạt, Nga không thể nhập khẩu nhiều mặt hàng vào lúc này, dù có muốn đi chăng nữa. Ngoài ra, đồng rúp mạnh gây ra bất lợi cho ngân sách của Nga vì tiền thu về từ xuất khẩu là ngoại tệ sẽ vơi bớt đi khi chuyển sang nội tệ do nội tệ tăng giá. Với đồng rúp mạnh lên, các công ty năng lượng Nga khi đổi ngoại tệ sang rúp sẽ nhận được ít rúp hơn tính trên mỗi USD. Điều này xảy ra đúng vào lúc Nga đang phải đối mặt với các sức ép khác, gồm chi phí hao tổn cho chiến tranh ở Ukraine và chi phí phúc lợi xã hội gia tăng. Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Nga đã có động thái hãm phanh đà tăng giá của đồng rúp. Đồng rúp được giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần sau cuộc họp bất thường của Ngân hàng Trung ương Nga. Lãi suất được hạ 3 điểm phần trăm từ mức 14% về 11%. Cơ quan quản lý nước này cũng cho hay sẽ có nhiều đợt cắt giảm hơn nữa trong tương lai. Đồng rúp bắt đầu giảm mạnh từ mức cao nhất trong nhiều năm khi thị trường dự đoán trước được quyết định của Ngân hàng Trung ương. Theo Reuters, động thái của Ngân hàng Trung ương Nga là cần thiết để ngăn chặn sức mạnh tăng vọt của đồng rúp. Điều này làm dấy lên lo ngại về tác động tiêu cực về doanh thu ngân sách xuất khẩu của nước này. Đồng rúp đang mạnh lên trên giấy tờ, nhưng đó chỉ là kết quả của sự sụt giảm nhập khẩu. Đây chính là tỷ giá Potemkin. Trong kinh tế học và chính trị, thuật ngữ làng Potemkin, Potemkin Village, ám chỉ bất kỳ công trình theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng có mục đích duy nhất là cung cấp vẻ ngoài hào nhoáng cho một quốc gia đang hoạt động kém hiệu quả, khiến mọi người tin rằng đất nước đang phát triển tốt hơn. Thuật ngữ này xuất phát từ việc Grigory Potemkin dựng lên những khu làng di động giả dọc các bờ sông Dnieper nhằm đánh lừa Catherine đệ nhị về sự trù phú của khu vực Ukraine và bán đảo Crimea, vốn nằm dưới quyền quản lý của Potemkin. Trong chuyến đi thị sát của bà tới khu vực này vào năm 1787, qua đó, chúng ta có thể thấy tỷ giá đồng rúp không phải là một thước đo sức khỏe nền kinh tế Nga. Cơ quan thống kê Liên bang Nga Rostat đã thừa nhận rằng số người Nga sống dưới ngưỡng nghèo đã tăng từ 12 triệu lên 21 triệu trong quý 1 năm 2022. Như tôi đã giải thích ở phần 1, khi ngành năng lượng ôm khoản doanh thu áp đảo cùng với đồng tiền quốc gia quá mạnh có thể dẫn tới căn bệnh Hà Lan, với hai tác động kinh tế chính là làm giảm khả năng cạnh tranh về giá cả hàng hóa xuất khẩu của quốc gia và làm gia tăng nhập khẩu. Điều này thực sự báo động với một nền kinh tế Nga trong bối cảnh nước này không thể nhập khẩu nhiều mặt hàng. Nói một cách cụ thể hơn, do Nga đã bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT và bị chặn khỏi các giao dịch sử dụng đồng USD và Euro trên thị trường quốc tế, nước này chỉ có thể tự giao dịch với chính mình bằng các đồng tiền này. Điều đó có nghĩa là Nga xây dựng được một dự trữ ngoại hối khổng lồ giúp củng cố sức mạnh cho tỷ giá đồng nội tệ tại thị trường trong nước, nhưng lại không thể sử dụng dự trữ đó để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu những hàng hóa cần thiết cho nền kinh tế. Tình trạng nguyên liệu sản xuất thiếu hụt, hàng tiêu dùng tăng giá vì khan hiếm cảnh báo một tương lai ảm đạm cho kinh tế Nga. Chẳng hạn,
sau khi các lệnh trừng phạt làm cản trở hoạt động sản xuất tại nhà máy của Atoto ở Kaliningrad, hãng ô tô Nga quyết định tung ra chương trình xổ số miễn phí trúng các lô đất rộng 4 hectare kèm cơ hội mua khoai tây giống để nhân viên có thể tự trồng trọt lương thực trong tình hình kinh tế khó khăn. Trong lĩnh vực công nghiệp, bao gồm hóa chất, dầu, khí đốt và sản xuất, khối lượng nhập khẩu trung bình trong 4 tuần giảm 88% so với đầu tháng 2. Theo đơn vị chuyên theo dõi chuỗi cung ứng Forkite, khối lượng nhập khẩu liên quan đến tiêu dùng giảm 76%, khiến người Nga gặp khó khăn trong việc mua hàng, các bệnh viện bị hạn chế các bộ phận và vật tư thay thế cho máy lọc máu và máy thở. Ở Moscow, những người mua hàng cũng phàn nàn rằng 1kg chuối đã tăng lên 100 rúp so với 60 rúp trước đây. Các ngân hàng đã rút ngắn biên lai để đối phó với tình trạng thiếu giấy tờ, còn các nhà sản xuất quần áo cho biết họ sắp hết cục. Triển vọng kinh tế của Nga cũng bị thu hẹp ở bên ngoài. Gần đây, công ty vận hành các nhà máy điện hạt nhân Fennovoima, Phần Lan đột ngột thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng xây dựng một nhà máy ở thành phố phía Bắc Hanhikivi với Rosatom, tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga. Tháng 5 năm 2022, Bộ Kinh tế Nga đã dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở nước này sẽ tăng lên mức gần 7% trong năm 2022 so với mức dưới 5% của năm 2021 và sớm nhất sẽ phải đến năm 2025 mới có thể quay trở lại mức cũ. Từ khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, hàng nghìn công ty nước ngoài đã rút khỏi Nga, khiến nhiều người Nga lâm vào cảnh thất nghiệp. Lạm phát ở Nga tuy đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn đang ở vùng đỉnh của 20 năm do khan hiếm hàng hóa. Giá thực phẩm ở nước này hiện đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu nhập khả dụng thực tế của người dân trong 3 tháng đầu năm 2022 giảm đi 1,2% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, theo tác giả Trần Tuấn ST22, bất chấp những lời tâng bốc của một số cá nhân trên các trang mạng xã hội, Nga đang phải trải qua thời kỳ kinh tế ảm đạm. Chính quyền của ông Putin đã và đang phải tìm cách làm dịu các tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với nền kinh tế Nga, dù trên phương diện ngoại giao đều khẳng định những lệnh trừng phạt không có tác động đến nước Nga. Và chúng ta, những người ngoài cuộc, nên nhìn nhận vấn đề ở góc độ trung lập. Chúng ta nên quan sát sự kiện này một cách cẩn thận và trang bị tri thức, tránh cảm xúc lấn át ý chí khi kết luận một cách quá vội vã, mù quáng chưa có căn cứ. Tuy nhiên, sau khi bài viết lên sóng, có khá nhiều ý kiến cả đồng tình lẫn phản biện được thu về từ cộng đồng nhà nhện. Một số ý kiến cho rằng thực trạng hiện nay rất có lợi với nền kinh tế Nga vì bản chất nền kinh tế Nga nói riêng và mô hình kinh tế của Liên Xô nói chung phụ thuộc vào các ngành công nghiệp nặng. Vậy nên, đồng rúp Nga tăng mạnh so với giá đô la và euro là sản phẩm của việc Nga leo giá rúp vào giá dầu mỏ và khí đốt. Đây là một phiên bản hẹp hơn của hệ thống petrodollar từng biến đồng đô la thành đồng tiền mạnh nhất thế giới. Bên cạnh vai trò là một nước xuất khẩu, Nga là nước nhập khẩu hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới chỉ sau Mỹ. Vì thế, nhờ việc đồng rúp tăng giá đáng kể, khoản dự trữ tài chính của các doanh nghiệp Nga có thể tiếp cận các khoản đầu tư mới lớn hơn. Các bạn có suy nghĩ thế nào về bài viết này cùng những ý kiến phản biện bên dưới nữa? Nếu các bạn muốn biết thêm nhiều quan điểm độc đáo, thú vị thì đừng quên ghé qua Spider Room để thăm nhà chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.